Thưa quý vị và các bạn, dự báo đến năm 2030 thì dân số của thế giới là khoảng 8,6 tỷ người và điều này cũng đồng nghĩa là nhu cầu về thực phẩm của con người cũng tăng lên rất là cao. Và trong đó lúa gạo là một trong những cái loại thực phẩm mà không thể thiếu đối với một nửa nhân loại. Và hiện thì Ấn Độ, Việt Nam và Thái Lan là ba quốc gia xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, chiếm hơn 60% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu. Riêng nước ta năm 2018 được đánh giá là một năm khởi sắc với sản xuất và xuất khẩu lúa gạo. Giá trị hạt gạo Việt Nam trên thị trường thế giới ngày càng được nâng cao. Một hecta lúa của gia đình ông Mướt tại An Giang, năng suất năm nay khoảng 8 tấn, tăng thêm 1 tấn so với 2 năm trước. Trong khi đó, tiền đầu tư giảm hơn 30%. Đây là thành quả khi ông Mướt áp dụng canh tác lúa theo kiểu mới Vinasat. Cái kỹ thuật canh tác bây giờ nó chu đáo hơn là lúc mình làm truyền thống nó dở lắm. Cái kia trước đây mình làm 100.000, chứ giờ làm thì 70.000. Bị mình giảm được lượng giống rồi, giảm được phân rồi, giảm được thuốc rồi. Thành ra cái chi phí nó thấp xuống. Toàn tỉnh An Giang hiện có 4 huyện là Thoại Sơn, Chi Tôn, Tịnh Biên, An Phú tham gia dự án này. Số hộ nông dân tham gia trên 21.000 người với tổng diện tích hơn 32.000 ha, lợi nhuận tăng 14% so với những năm trước. Ngoài được hỗ trợ về kỹ thuật, nông dân tham gia dự án không còn phải lo lắng về đầu ra của sản phẩm. Các ngành chức năng của cấp chính quyền địa phương giới thiệu những công ty đến đó là hợp đồng thu mua cho của hợp tác xã. Thì thu mua trong quá trình thu mua đó thì so với cái trước đây đó, khi chưa tham gia thử dự án thì so sánh 1 ký lô lúa đó là mua ta được tăng lên từ 200 đến 500 đồng ký lô. Còn đây là cánh đồng hơn 7 hecta trồng lúa nàng hoa chín đang gặt của gia đình ông Đành ở huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp. Năm nay doanh nghiệp tranh nhau thu mua lúa của ông vì chất lượng cao, ước tính ông lãi khoảng 140 triệu đồng, cao hơn so với trồng lúa IR50404 trước đây. Vụ này thì tôi làm đạt chắc lời một công gì đó là khoảng 2 triệu 2, 2 triệu 1, 2 triệu 2. Vụ đông xuân 2017-2018, toàn tỉnh Đồng Tháp đã xuống giống hơn 200.000 hecta, trong đó chú trọng giống lúa chất lượng cao để phục vụ xuất khẩu. Nếu so với các năm thì tỷ lệ giống lúa thường nó chiếm khoảng từ trên 40%, thì đến năm nay nó đã giảm dưới còn khoảng 27% thôi. Và đối với giống lúa chất lượng cao, lúa thơm đặc sản nó chiếm hơn 60%. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 2 năm qua, cơ cấu giống lúa tại nước ta đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ. Các giống lúa thấp, chất lượng trung bình như IR50404 đã được thay thế bằng những giống có chất lượng cao hơn như Tám Thơm hay Jasmine. Tái cơ cấu ngành lúa gạo mấy năm qua thì bắt đầu có những cái chuyển biến rất là rõ. Nhất là trong năm 2016-2017 thì cơ cấu cái giống lúa chất lượng cao để đảm bảo tiêu dùng và đảm bảo xuất khẩu đã có tăng lên trên 80%. Theo báo cáo của VFA, 2 năm trở lại đây, cơ cấu và chủng loại gạo của Việt Nam đã có những thay đổi rất rõ rệt. Bây giờ thì trời cao, đất thì dày, chui thì không chui xuống được, giờ biết kêu ai, giờ chỉ tự mình làm, mình chịu chứ. Đúng như đánh bạc, là vì sao? Đấy, nhưng vừa rồi bão rồi, nhiều nhà mùa này chúng tôi mất trắng, không được đồng nào. Những vấn đề nóng bỏng của làng quê, những kỹ năng và tri thức để phòng vệ, những con đường nông dân khởi nghiệp và sự nỗ lực không mệt mỏi. Thông qua kênh VT16, tôi đã tìm hiểu được rất nhiều về những cái phương tiện sản xuất trên lĩnh vực nông nghiệp. Học được nhiều cái, cũng đi lên cũng có nhiều kinh nghiệm trong cái việc trồng trọt. Phân tích, bình luận với các chuyên gia uy tín. Với ta họ rất dễ dãi, nhưng mà cái điều đó lại biến chúng ta trở thành sự luống cuống không chuyên nghiệp. Anh muốn giữ được thương hiệu thì anh phải có chiến lược dài về cái sản phẩm của mình. Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đang chuyển mình như thế nào? Nông thôn chuyển động 6 giờ 10 phút hàng ngày, phát lại vào 14 giờ 15, 21 giờ 40 trên 3N VTC16. Con giống, vật tư, sâu, dịch bệnh, cách phòng trừ, mô hình hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm. Alo VTC16 xin nghe ạ.
Ở đây chuyên gia trả lời cho bác là cây bí đã bị bệnh do virus cây hại ạ. Bác đã làm theo các đồ điều trị của chuyên gia chưa? Bác chưa theo dõi được chương trình ạ? Vâng, vậy bây giờ bác có thể chuẩn bị sẵn giấy bút ạ. Cháu sẽ đọc lại lời tư vấn của chuyên gia cho bác ngay bây giờ ạ. Mọi vướng mắc của bà con trong quá trình sản xuất nông nghiệp sẽ được các chuyên gia uy tín trong ngành tư vấn giải đáp. Tổng đài tư vấn nông nghiệp 1900 6145 luôn sát cánh cùng nông dân Việt Nam.